Nhưng bạn tháo một em đi vuông nhá, để kiểm tra cái phần cơ cấu áp suất của nó. Cái này thì cái phần mà mở nắp vuông thì vẫn giống nhau rồi. Cái quan trọng là cái phần bên trong nó có khác gì không. Cái này tháo từ đầu nhá, tháo từ đầu. Đây nó có hai cái nẫy đây, con cậy ra. Che cái ốc đi mà. Giờ tháo lại chặt nha, để gọn vàng đi chúng ta. Tháo ra xong thì chúng ta lại nắp lại. Để che cái ốc đi trông nó đẹp. Này. Tháo từ ban đầu thôi nhé, tháo từ ban đầu để nó xem luôn. Cậy đây. Em sang em mở hai con rồi. Cậy ra. Đây bạn lấy cái tua vít mỏng tách ở đây. Đó, bong ra thôi. Bên này cũng thế. Đó. Rồi, ra rồi. Con này thì cũng vẫn thế thôi, nó không có gì khác nhau cả. Đây. Nó vẫn là cơ cấu là khi mà hút cái cuộn từ này lại thì nó vẫn là cái nẫy này nó đẩy vào trong. Đấy. Có một bác vừa nãy hỏi bình luận là vậy thì nó có áp suất, nó vẫn có áp suất chứ ạ? Nó vẫn có áp suất bình thường, áp suất hay không, nó là ở cái viên bi này nhá. Đấy. Nếu như mà các bác cắt đi. Cắt cái tháo ra này để cắt cái đầu nẫy của này thì có nghĩa là không cho nó hút lại để nó đóng áp suất thì là nó mất áp suất, còn lại là nó cơ cấu đóng áp suất thì vẫn bình thường chứ không phải là không có áp suất nhá. Áp suất dòng Hitachi vẫn có bình thường, nhưng mà chỉ bị là cái khóa vung là không có tác dụng. Đây kéo về này vẫn mở bình thường này, đúng không ạ? Đấy. Khi đóng áp suất thì là cuộn từ này sẽ hút lại để đẩy để cho viên bi về đúng vị trí giữa. Bình thường là cái chốt vừa xong ấy, cái chốt vừa xong nó sẽ đẩy cái viên bi này, đẩy viên bi này xa ra. Đấy, xa ra để nó hở cái nỗ ở trong ấy. Các nhìn thấy không ạ? Đấy, trong nó có nỗ này. Đấy. Thì đến khi mà nó hút đang như này, nó hút cuộn từ nó hút lại thì viên bi nó sẽ rơi vào đúng cái vị trí để nó che cái nỗ bên trong này đi. Thì vẫn có áp suất nhá. Đấy, vẫn có áp suất. Có áp suất thì nó mới xì được ý ạ. Nhưng mà nào không đúng nó mới xì, còn nếu không có áp suất thì nó sẽ không xì. Đúng không ạ? Đấy, thì cơ cấu nó cũng giống nhau thôi. Đây nó giống nhau. Cuộn từ hút lại thì vẫn mở bình thường này. Đấy. Nói chung là về cơ cấu của thằng Hitachi thì con này đời 2008 nhé, con vừa xong em mở đời 2019, chênh nhau 11 năm thì về cái cơ cấu vung xoong, các bác nhìn cái cơ cấu vung xoong này, về cái phần đai để chịu áp suất này, nó làm vẫn rất là chắc chắn này, thép rất là dày. Đấy, và thứ hai về cái cuộn từ của nó đây thì vẫn giống nhau, hút lại và cái nẫy này không có cái gì là cải tiến cả, thằng này vẫn ép xuống và vẫn mở bình thường, đây, kéo về này, đấy, vẫn mở bình thường các bác nhá, đấy là cái. Cái con hy gương này thì em thấy thì nó vẫn cứ giống con kia thôi. Con này là dạng hy gương các bác nhá. Đấy, hy gương. Đây có mã là RZHF10E5G thì không có cái gì khác so với con kia cả. Áp suất thì vẫn có các bác nhá. Áp suất thì vẫn có, nhưng mà về cái cơ cấu khóa vung thì vẫn như cái con kia thôi, không có gì khác nhau cả. Đấy. Đấy, kéo lại là vẫn mở ra. Thế thôi. Là cái thì bây giờ em sẽ thay pin luôn con này nhá. Thay pin cho để em nắp vào. Đấy. Sập nó xuống và khóa hai cái xoáy lại thôi. Đấy là về cách tháo cái vung nó ra để bác kiểm tra. Đấy. Cắt áp suất thì người ta sẽ cắt cái nẫy để nó kéo cái khung nhựa vào trong lại ạ. Thì có cái viên bi lúc nào nó cũng sẽ ở vị trí cái nẫy này, nó không được rút lại này. Đây, các bác nhìn bên trong này nhá. Đây nó có cái vòi này. Đây cái vòi này. Đây. Đấy, nếu nó không hút vào lại thì lúc nào là cái viên bi nó cũng sai vị trí mà nó không mất áp suất. Thì nếu người ta cắt áp suất thì người ta sẽ cắt lại thì đến khi cuộn từ vẫn hút, nhưng mà cái núm cao su này thì lại không kéo về đằng sau. Đấy thì là nó sẽ không bị xỉ, nhưng mà nó không có áp suất. Còn những cái dòng này thì vẫn có áp suất bình thường nhá. Trả qua là khóa vung của nó là có khóa vung nhưng mà không có tác dụng. Thực ra nói khóa vung là thì cho nó thế, còn nó chỉ chèn vào cái phần nẫy thôi để cho nó không mở được cái nắp ra thôi. Đấy. Để trong quá trình mình nấu nướng thì nó
vô tình mở vào thì nó không xì áp suất ra vào người thôi, nhưng con này thì đóng hi thì nó lại cái khóa vùng nó lại không được chắc chắn lắm. Đây, thay pin luôn các bác nhá, thay pin luôn. Nếu tháo bốn cái ốc ở dưới đây, em thay thì em sẽ tháo hẳn hết vỉ mạch lên. Con nào có cáp thì các bác hạn chế không tháo cáp nhé, không tháo cáp, tháo cáp nó hay lỗi. Em thay con hy gương thì nó cũng giống như con này thôi các bạn, không có gì là khác nhau nhiều đâu, nên chỉ là áp suất lớn hơn thôi. Còn con này là cơ về cái từ cái hình dáng nhé, đến cái răng vẫn là răng dày, đến cái cấu tạo của cái song bên trong thì vẫn là cái song giống hệt dạng hy gương, thì áp suất nó lớn hơn, song nó dày hơn và cái bên ngoài nó mạ gương, mạ gương ở cái song ấy. Cái đáy song bên ngoài nó mạ gương. Đây, tháo ra. Đấy. Tháo ra và rút cái cục pin ra. Thay pin pin con này luôn. Một công đôi việc. Và tí em sẽ nắn cái chỗ móp này nữa. Đây, cái chỗ này nó hơi móp này. Thì sẽ nắn luôn. Con này thì thay pin dễ coi nhá, thay pin thoải mái. Khi thay pin thì con lưu ý là nhớ để đúng chiều âm dương nhá. Nhớ để đúng chiều âm dương của cái viên pin khi chúng ta nắp vào. Nhiều con mà nắp ngược chiều âm dương vào là đây pin hai chân nằm nhá. Ngược chiều nhưng mà nó bị mất nét màn hình đấy ạ. Đây, pin đây. Thay pin luôn. Đây, pin này hai chân nằm này các bác nhá. Đây. Pin của em thay còn to hơn cái pin của người ta nhá. Vẫn là 3V. Nhưng của ta là CR 2345, của em là CR 24565 nhá. Môn thì vẫn giống nhau. Dung lượng này cao hơn một chút xíu. Thực ra thì em thì cũng không phải là thợ đâu. Làm nhiều thành quen thôi các bạn, làm nhiều thành quen thôi, thì trong quá trình mà em thay pin hay em làm thì cái hiểu biết của em nó có hạn đấy, hiểu biết của em nó có hạn, nên là nếu mà nó không đúng thì mong các bác thợ là chỉ giáo nhá, chỉ giáo và bình luận để góp ý cho em để em hoàn thiện hơn. Thực ra thì em cũng không phải là thợ. Đấy, em không phải là thợ nhá. Không đến lúc mà em nói này bảo là không biết gì thì lại cứ hay nói, thực ra thì em cũng biết đến đâu, em hiểu đến đâu theo cái suy nghĩ của em thôi. Em hiểu đến đâu thì em chia sẻ đến đấy. Có những cái em chia sẻ nó đúng, có những cái chia sẻ nó lại không đúng. Đấy, thì mong các bác là thợ chuyên nghiệp mà thấy em làm nó không đúng thì các bác góp ý giúp em. Đấy, ok rồi nhá. Nên rồi. Bây giờ nắp lại thôi. Nắp lại nhá. Con này là rất dễ thay đấy ạ. Dòng Hitachi thay pin là dễ nhá con nhá. Nhiều con thay phức tạp lắm. Nắp lại thôi. Đây, bên trong mạch của nó đây. Đây mà. Đẹp như này à? Mạch mới đẹp, mới cong nhá. Bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn đẹp đúng không ạ? 2008 mà, mười mấy năm rồi. Mà bên trong nó còn đẹp long lanh như này. Còn gió này. Còn chưa bụi mấy nhá. Cái không khí bên Nhật nó rất là tốt các bạn, nó không như không khí Việt Nam. Úp ra, có gì nó sẽ rơi đấy. Nhà em tất cả mồi đều là bao nguyên zin nguyên bản. Đấy, em chỉ bán cho độ đẹp xấu thôi. Đấy, còn viên pin thì không nguyên bản nhá, viên pin thì em thay rồi nhá. Viên pin là thay rồi, không nhiều bác lại bảo là nguyên bản là thay mất pin thì là không nguyên bản nữa, nó không chọc ngoáy. Có chọc ngoáy ở cái phần thay pin. Đấy. Đấy, có tháo lại là nắp vào như thế thôi. Vâng, thôi thì cái video về cái
khóa con hy gương hay là con hy thường thì nó cũng giống nhau các bác nhá. Về cơ cấu khóa vùng thì nó như nhau thôi. Em cũng chia sẻ các bác và em thay pin con này. Các bác nào muốn thay pin thì làm như em hướng dẫn nhá. Đấy. Thì cứ tháo ra để nắp vào. Ồ, tháo ra là nó vào như vậy. Đơn giản thôi, các bác kéo tay một chút là nào thôi ạ. Vâng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Hẹn các bác ở video buổi sáng ngày mai em lại tiếp tục lên nồi nhá. Em bây giờ em bắt đầu em thay pin và test dọn, test áp suất, còn áp suất ra suất còn lại toàn bộ là cơm em test hết rồi. Đây. Quay cơm này. Cơm này test cơm rồi nhá. Này. Cơm đã chín này. Này vừa mới nấu xong này. Đấy. Nguyên gạo này. Con này chín lên này. Đấy, cơm chín lên này. Đây cơm chín lên này. Đấy, em tất cả test cơm hết trước khi gửi đến các bác, các bạn yên tâm hoàn toàn nhé ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn các bác video sáng mai.